Dớn mặn quá trời đóng rong rồi. Ớt. Ớt. Cơm ra, cơm ra. Ăn chín rồi cô chú. Ớt. Rồi. Hay là thả đi. Nhiều lắm. Nói rồi. Cơm thấy được. Cô chú đi thăm vấn với Mẫn nha. Bữa nay là Mẫn trông chờ mấy con ốc dữ dằn luôn. Bữa nay là Mẫn sẽ đi đặt chúng luôn, cho nên là hy vọng là vấn Mẫn sẽ vô nhiều ốc để xíu nữa Mẫn lễ làm mồi đặt chúng. Ê trời ơi. Rồi, ủ quá. Sao đó chưa? Nhồi quá cơm ơi. Cơm nhồi quá cơm ơi. Ui cá thành tông quá luôn trời. Gì vậy? Trời. Wow. Trời. Nhiều lắm. Do là ngồi trên xuồng á nên là vỏ nó không có hết. Ừ.
Ừ, quên lại cái gỗ lại. Để mướn đi đặt lời. Hy vọng là cái này cũng sẽ dính ốc nhiều luôn. Thử lội không? À rồi đi. Mấy giờ bỏ xuống cho lội thử nha cơm. Lội thử nha. Lội thử coi lội được không nha. Khỏi bắt ốc luôn này, chuyến này khỏi bắt ốc luôn. Trời luôn quá vậy. Nãy giờ nó cứ làm bùng ở đây. Em ơi. Đây. Thank you.
hơi nắng xíu cô chú, nhưng mà gió mát dữ lắm luôn. Ồ, nó nhảy. Xíu nữa là về rồi. Ai biểu hồi nãy bon chen rồi đi mần chi. Dớn mặn quá trời đóng rong rồi. Hết. Hết. Cơm ra, cơm ra. Hai ba cái chốt ở đây luôn. Cái thòi nhảy ra hoài quá. Chín rồi cô chú. Ớt. Rồi. Hay là thả đi. Quá im rồi. Tài lanh. Tài lanh nhiều lắm. Nói rồi. Xíu nữa à. Thấy chưa? Uống nước. Uống nước. Nó mập lắm cô chú. Nó lội không có được. Nó bụng bụng xíu là nó chìm ngấm à. Còn cái con đó kìa, không có cho lên xuồng đâu. Vô ánh luôn. Bữa nay toàn là chuyện vui không luôn. Vẫn thăm hết vớn rồi cô chú. Bây giờ mình sẽ vô trong cái mình mần cá cô chú nha. Trong cái mần lễ ốc luôn. Vậy đó chứ nó không có tởn đâu. Vẫn nghĩ chắc hồi vẫn bơi nhanh nhanh xíu là nó còn té nữa. Đen ơi. Đen ơi. Đen. Không có rủ nó về là nó không có chịu về cô chú ơi. Đen. Nó kêu vậy đó. Kêu gì mà còn không nghe luôn. Nó dắt giò, dắt giò lên cổ chạy nè. Thấy à. Cái con đen á cô chú là mẫn sinh ở dưới ô Bình Thượng. Mẫn đi tới dưới mẫn sinh. Con mẹ của con đen á nó cũng đen thui luôn. Mà mẹ của con đen bự lắm, bự hơn con đen nhiều. Con đen mẫn có 17 kg à, nó chỉ có bộ lông thôi cô chú nhìn không. Cô chú nhìn nó bự vậy chứ chỉ có bộ lông thôi.
Còn con cơm này thì Mẫn nuôi biết bao lâu luôn rồi, mày nói mới chỉ có 6 kg. Con cơm là không có cao nổi, cơm chỉ có ú thôi à. Cơm này thì em gái của Mẫn đem từ trên thành phố về. Mẫn thích nuôi chó lắm. Không có vỗ, nhăn nó. Cơm. Con ếch kia Mẫn giục rồi cô chú. Con ếch kia Mẫn thả rồi. Đi này lượt bắt cá chốt da mới được. Để ngồi nó cứng cái tay. Đi bỏ qua tao đi. Nói chung giống cá hôm nay của Mẫn im quá. Ây da. Cá của Mẫn bữa nay quá đã luôn. Cái ốc này xíu Mẫn lựa ban ốc bự nè. Cái mình lễ làm mồi đặt chúm lươn. Mẫn gom được mới có mấy con lươn nè. Mình hình như nãy đổ nước ra, đổ nước ra thay nước thấy bị ngụm hết con này. Bị ngụm hết con. Ngụm con vừa vừa chứ không có. Mới thấy con bự. Cua này Mẫn cũng ấy luôn, Mẫn cũng làm mồi đặt chấm luôn. Cá hồng tâm này là mần lại hết. Cái gì vậy? Có hay đâu. Đen ơi. Kêu kêu cái mới được, Đen ơi quên mình là nó đi á. Mình nó đi theo gái á. Nãy giờ Mẫn lựa xong hết rồi cô chú. Mình được cái này là ốc quắn này với mớ cá. Cái chốt này với ốc quắn này ngon lắm. Con cá rô ngon nha. Cá rô ngon quá trời luôn nè. Chú nu luôn. Được một rốt bô vàng. Được một mớ tép. Xong rồi được mớ cá lòng tông. Thì Mẫn hồi nãy Mẫn tính là cá lòng tông này mình lặt mình kho cô chú. Nhưng mà bây giờ Mẫn quyết định là Mẫn sẽ đặt chúng lương luôn. Mẫn sẽ gì vậy? Mẫn sẽ đặt chúng lương luôn. À, nói chung là giống cá hôm nay của Mẫn quá chừng là bội thu luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hẹn Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Bây giờ Mẫn lễ thêm món ốc này nữa. Cái này cũng dễ lễ à. Cua này cũng đặc đặc ra luôn.